Sau năm việc giữ bạn đời, Lê Dương Bảo Lâm chi 50 triệu chạy quảng cáo hình vợ chồng hạnh phúc, Tuấn Hưng gia nhập hội phát cùng bà xã. Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh là cặp vợ chồng hạnh phúc nổi tiếng của showbiz Việt. Nam diễn viên dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc nhưng vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Bên cạnh đó, cả hai còn đặt ra các quy tắc chung thú vị để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Trong một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ về hành động nếu thấy có người khác tán tỉnh bà xã của mình, nam diễn viên sẽ cho cả thế giới biết vợ chồng của anh chung sống rất hạnh phúc. Chủ nhân ca khúc Sao Hay Ra Dễ Quá tuyên bố rằng: "Hễ thấy ai tán tỉnh vợ tôi là tôi đè vợ ra hôn rồi chụp hình đăng lên Facebook luôn. Sau đó tôi sẽ bỏ tiền mua 15.000 like, chạy quảng cáo mất 50 triệu nữa là để cả thế giới biết vợ chồng tôi đang hạnh phúc." Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh đã có khoảng thời gian dài bên nhau. Cặp đôi sinh được ba nhóc tỳ đáng yêu, cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc làm nhiều khán giả phải ngưỡng mộ. Để có được tổ ấm, cả hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chăm chỉ làm việc. Đặc biệt, họ luôn dành một vị trí quan trọng cho gia đình. Nam diễn viên tuy bận rộn với công việc dày đặc nhưng vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ con những lúc cần thiết. Tuấn Hưng có vợ xinh đẹp lại giỏi giang nên anh chàng giữ chặt như báu vật. Trước đó, nam ca sĩ từng đăng tải dòng trạng thái dằn mặt một người đàn ông lạ mặt nào đó dám đến cửa hàng tìm bà xã mình. Kèm theo đó, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời khẳng định bản thân rất lành nhưng không hiền nếu gia đình bị đụng chạm. Tuấn Hưng là một trong những sao nam nổi tiếng đào hoa, một thời xuất hiện cùng nhiều cái tên mỹ nhân trong làng giải trí Việt. Thế nhưng khi đã về cùng một nhà với bà xã Hương Baby, giọng ca Cầu Vồng Khuyết chứng tỏ sự thay đổi của mình khi hoàn toàn vắng bóng khỏi loạt tin đồn tình ái. Tuấn Hưng được mọi khán giả đánh giá là một người đàn ông của gia đình chính hiệu khi sẵn lòng từ bỏ sở thích cá nhân vì các thành viên trong nhà. Lúc đó, khán giả cũng đã có dịp ghen tị khi anh thông báo dừng hoạt động trong giới showbiz để tập trung thời gian cho vợ con nhiều hơn. Nam ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Sau một thời gian ngẫm nghĩ, tôi đánh liều lập hội những người phát cuồng vì vợ tên Hương. Anh em ai cùng xuồng thì gửi giấy đăng ký kết hôn, mình lập hội cùng chia sẻ kinh nghiệm gia đình và tâm sinh lý hàng ngày nhé." Tránh xa những thị phi xô bồ, Tuấn Hưng chăm lo cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Ngoài ra, anh dành phần lớn thời gian bên cạnh gia đình. Sự viên mãn của nam ca sĩ đã khiến dân tình ngưỡng mộ. Vợ chồng của anh có cuộc sống đủ đầy về mặt tinh thần lẫn vật chất. Anh Tú, sau một thời gian dài kín tiếng chưa công khai chuyện hẹn hò, anh Tú cuối cùng cũng quyết định đánh dấu chủ quyền để bà xã Diệu Nhi không còn bị tán tỉnh. Hành động khoe giấy đăng ký kết hôn của nam diễn viên đã khiến fan vô cùng thích thú, và những chàng trai bấy lâu nay vẫn thường buông lời thả thính người đẹp sinh năm 1991 đều phải bỏ cuộc. Vào ngày 10 tháng 10 2022, Diệu Nhi anh Tú sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Hôn lễ của cặp đôi là sự kiện mà đông đảo dàn sao Việt và người hâm mộ mong chờ. Như vậy là sau thời gian dài bên nhau, cuối cùng cả hai cũng có được cái kết viên mãn. Khắc Việt cũng là một trong những sao nam nổi tiếng yêu chiều và bảo vệ vợ số 1. Vào năm 2019, khi trên mạng xã hội xuất hiện một vài tin đồn thất thiệt cho rằng bà xã của nam ca sĩ lộ video nhạy cảm, ngay lập tức anh đã lên tiếng đính chính, đồng thời tìm ra người đứng sau giở trò câu view câu like. Vào dịp Valentine năm 2022, Khắc Việt còn ra hẳn MV ca nhạc để thể hiện tình cảm dành cho vợ, đồng thời đánh dấu chủ quyền. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng rất chăm khoe ảnh vợ để tránh người lạ có ý định đập chậu cướp hoa. Được biết, vào lúc vợ có tin mừng, nam ca sĩ sung sướng vỡ òa trong hạnh phúc. Để đáp lễ là niềm vui mà Thảo Bibi dành cho mình, Khắc Việt đã chốt đơn 2 căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội làm quà cho bà xã. Loạt sau năm Việt đều có cách giữ vợ rất đặc biệt, dù rằng những tình huống và hoàn cảnh câu chuyện xảy ra khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tình cảm, sự yêu thương mà họ dành cho nửa kia rất lớn.